Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021 cụ thể như sau. Trong thời gian qua, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã rất nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động số 18 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, trong nước và trong tỉnh, tiếp tục ảnh hưởng tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Mặc dù các ngành các cấp đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, có thời điểm công tác lãnh đạo quản lý của một số tập thể cá nhân còn thiếu sát sao, chưa làm hết trách nhiệm để phát sinh vấn đề phức tạp. Từ thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp bách cho các cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị của tỉnh cần quán triệt nghiêm túc, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay, nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới với yêu cầu cao trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải bám sát chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai kịp thời, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đồng thời với phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường kiểm tra giám sát. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về những việc cấp bách người dân cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay. Tập trung vào các hình thức tuyên truyền trực quan, khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khả năng, kỹ năng của người dân trong việc chủ động tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương về phòng chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và các địa phương tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của cấp trên, tranh thủ từng giờ, từng phút, triển khai nhanh chóng, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, liên thông, nhịp nhàng giữa các lực lượng, địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cấp bách, truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, mở rộng phạm vi, đối tượng, xét nghiệm sàng lọc, tuyệt đối không để xảy ra việc để lọt, sót đối tượng làm lây nhiễm ra cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Ra soát điều chỉnh bổ sung các kế hoạch kịch bản phòng chống ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Có các phương án chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính chủ động ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Xây dựng phương án sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến ngoài những địa điểm đã chuẩn bị từ trước để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp cần thiết. Chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo và các khâu tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch. Tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với chú trọng kiểm tra giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp các ngành các địa phương chủ động sáng tạo linh hoạt phòng chống dịch hiệu quả nhất. Từng địa phương chủ động sáng suốt, bám sát thực tế, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng chống dịch, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch.
đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch, nhất là các lực lượng tuyến đầu, trực tiếp, kịp thời động viên, khích lệ, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo duy trì thông cáo báo chí, kịp thời cung cấp thông tin chính xác kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng nhân dân, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. 2. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy định của luật, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử, tăng cường kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, công tác phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu, chỉ đạo in ấn, cấp danh sách tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các địa phương, kiểm tra thực hành nghiệp vụ của các tổ bầu cử, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử. Tiếp tục tăng cường thời lượng, mở rộng các hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt tuyên truyền đậm đặc từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong xã hội, hướng về ngày hội của toàn dân, thường xuyên thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử. Theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng dư luận nhân dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nếu có theo quy định hiện hành. Chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, xây dựng phương án chủ động xử lý tình huống sự cố nếu có tại các khu vực tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và khu vực bỏ phiếu, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các ứng cử viên. 3. Phổ biến quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo chương trình hành động số 18 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, học tập, phổ biến quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời rà soát điều chỉnh bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiếp tục hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm liên thông, thống nhất, đồng bộ. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, rà soát đánh giá khách quan toàn diện để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy và chương trình kế hoạch của cấp ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhất là các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó, kịp thời đề ra các giải pháp khả thi đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các ngành, các lĩnh vực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19 theo phương châm chỉ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng chung, bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu tham mưu đề xuất ban hành một số cơ chế chính sách, giải pháp đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh ứng phó với tác động tiêu cực của dịch bệnh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát địa bàn, ngành lĩnh vực địa phương được phân công phụ trách, tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo đôn đốc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương được phân công theo dõi phụ trách, đồng thời chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành lĩnh vực địa phương phụ trách, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh với Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất chỉ đạo giải quyết. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở ban ngành của tỉnh và bí thư các huyện thị thành ủy phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sát sao quyết liệt các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19,
tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 được giao. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác phòng chống dịch và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương trong tình hình hiện nay. Chủ động ra soát đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy. Từ đó điều chỉnh linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời ra soát bổ sung những nhiệm vụ cấp bách phát sinh vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của cơ quan đơn vị địa phương để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu của năm 2021 đã đề ra. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. Thưa quý vị và các bạn, cần đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ cho các trường hợp cách ly tập trung, thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly, đồng thời chấn chỉnh ngay việc thực hiện những quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại hai khu cách ly tập trung của tỉnh. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khi đi kiểm tra hai khu cách ly tập trung các trường hợp F1 tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong ngày 5 tháng 5. Kiểm tra công tác đảm bảo hậu cần cho 178 trường hợp F1 hiện đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đánh giá cao công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ cho các đối tượng thực hiện cách ly theo yêu cầu của tỉnh. Tại đây, công tác hậu cần được giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái phụ trách, gồm 48 cán bộ chỉ huy, chiến sĩ và lực lượng dân quân, hàng ngày đảm bảo 178 suất ăn, bao gồm 2 bữa chính và 1 bữa phụ, thay đổi thực đơn hàng ngày. Việc chế biến thực phẩm, chia suất ăn cũng được sắp xếp khoa học tách biệt cho từng trường hợp. Các mẫu thức ăn cũng được giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, quản lý khu cách ly cũng được coi trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong đó, đội ngũ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ thường xuyên giám sát các phòng, nhắc nhở nội quy. Bên cạnh đó, còn sử dụng hệ thống camera giám sát, hệ thống phát thanh nội bộ để quản lý, điều hành, thông tin kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành y tế, quán triệt và hướng dẫn đội ngũ cán bộ nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Mục đích cao nhất là tránh lây nhiễm chéo. Thường xuyên giám sát nhắc nhở những trường hợp cách ly, chấp hành nghiêm các quy định. Rác thải sinh hoạt, rác thải y tế cần được xử lý theo quy định. Kiểm tra khu vực cách ly tại Trung đoàn 121, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu lãnh đạo trung đoàn và lực lượng làm nhiệm vụ tại đây phải tuân thủ các yêu cầu về phòng dịch. Nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với các trường hợp cách ly. Hiện địa điểm này có 55 trường hợp đang cách ly, trong đó có 12 trường hợp F1, 6 chuyên gia người Trung Quốc. Để đảm bảo các yêu cầu trong quá trình cách ly, tránh việc lây nhiễm chéo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chấn chỉnh những trường hợp cách ly vi phạm nội quy. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên về các quy định trong phòng dịch. Quan tâm đến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng các loại thực phẩm rõ nguồn gốc, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp, thường xuyên thay đổi thực đơn trong quá trình phục vụ, cần đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng thời phân công cán bộ trực 24/24 giờ, không để xảy ra sai sót, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, an toàn và trách nhiệm. Ngày 5 tháng 5, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã đến thăm động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo số liệu báo cáo của huyện Trấn Yên, đến 16 giờ ngày 4 tháng 5, toàn huyện có 161 trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà 861 người. Ngoài ra còn có 347 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Huyện đã lấy mẫu xét nghiệm 527 trường hợp, hiện chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, huyện Trấn Yên đã thành lập 3 điểm chốt kiểm dịch tại các khu vực như nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn quốc lộ 32C khu vực xã Minh Quân, tiếp giáp với huyện Hạ Hòa, Phú Thọ và khu vực phong tỏa thôn 3B, xã Việt Cường. Nhằm kiểm soát ngăn chặn không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép và rà soát các trường hợp từ các địa phương có dịch COVID-19 trong cộng đồng và địa phương. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ,
đồng thời đề nghị lực lượng tuyến đầu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, ngăn chặn, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện ngành y tế tỉnh Yên Bái đang tích cực hoàn thành việc lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 cho 100% người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đến thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy 97 mẫu xét nghiệm của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng đang được khẩn trương lấy mẫu, bảo quản và gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để tiến hành xét nghiệm COVID-19. Phấn đấu việc lấy mẫu của toàn bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cùng các bộ phận phục vụ hoàn thành trong ngày 5 tháng 5. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2021, tất cả các mẫu trường hợp F1, F2 liên quan đến ca dương tính là chuyên gia người Trung Quốc và các trường hợp liên quan tại khách sạn Như Nguyệt 2, khách sạn Bảo Yến trên địa bàn đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Qua kết quả rà soát truy vết đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 5, tất cả các trường hợp F1 trong đó có 10 trường hợp ở Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ có liên quan đến chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 và 221 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2977 dự đám cưới tại xã Việt Cường, huyện Chân Yên đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 6 trường hợp liên quan đến quán bar Sunny Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 4 năm 2021 cũng đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh, thực hiện nghiêm ngặt đồng bộ có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó tiếp tục truy vết, điều tra dịch tễ, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc liên quan đến ca bệnh dương tính và các trường hợp đi từ vùng có dịch về, tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, ngăn chặn dịch xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không được chủ quan lơ là, không làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh, những ngày qua công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống. Với mạng lưới rộng khắp gồm trụ sở chính và 9 phòng giao dịch tại các huyện, thị xã, thành phố, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 khách hàng thực hiện giao dịch trực tiếp với trên 80 cán bộ của BIDV Yên Bái. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kể từ ngày 3 tháng 5, 2021, BIDV Yên Bái đã thực hiện chế độ phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ mới. Tất cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đều phải đeo khẩu trang khi thực hiện giao dịch. Tại hội sở và các phòng giao dịch đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang miễn phí cho những khách hàng chưa có khẩu trang. Đồng thời, tại các điểm đặt máy ATM, ngân hàng chỉ đạo nhân viên thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn, đặt sẵn nước rửa tay và dán thông báo đề nghị khách hàng rửa tay sát khuẩn trước khi thực hiện các giao dịch trên máy. Có trụ sở tại phường Hồng Hà, một trong những phường trọng điểm đông dân cư của thành phố, trung bình mỗi ngày phòng giao dịch BIDV thành phố Yên Bái có hàng trăm lượt khách hàng đến giao dịch. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo BIDV chi nhánh Yên Bái, phòng giao dịch đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Tất cả khách hàng trước khi vào giao dịch đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách đúng quy định. Theo cái chỉ đạo của BIDV cũng như là của chi nhánh thì chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều những cái biện pháp thực hiện theo cái khuyến cáo của ngành y tế cũng như cái chỉ đạo của chi nhánh để đảm bảo là an toàn cái khi khách đến giao dịch tại BIDV. Đặc biệt là chỗ giao dịch thành phố thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là nghiêm ngặt trong vấn đề là khi khách vào giao dịch tại quầy thì đều phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào giao dịch và thực hiện cái việc giãn cách trong cái tại quầy để làm sao đảm bảo được cái an toàn cho khách hàng cũng như là cho cán bộ nhân viên của chi nhánh tại phòng. Công tác phòng chống dịch của ngân hàng BIDV rất là tốt ạ. Trước khi tôi vào đây thì được rửa tay và đo nhiệt độ, thân nhiệt. Vào đây được tôi thì tôi được ngồi giữ khoảng cách rất là an toàn 2 mét một người. Tôi cảm thấy rất đảm bảo và yên tâm ạ, với công tác phòng chống dịch của ngân hàng BIDV. Còn tại phòng giao dịch BIDV Nam Cường ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cũng đã bố trí sẵn một nhân viên bảo vệ thực hiện việc đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào quầy. Do diện tích nhỏ hẹp nên cán bộ phòng giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng theo thứ tự
để vào thực hiện giao dịch. Quá trình giao dịch đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét theo quy định, đồng thời hạn chế tối đa việc nói chuyện riêng, chỉ giao dịch những công việc thực sự cần thiết. Phòng giao dịch chúng tôi cũng đã thực hiện đúng cái quy định chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương và của hệ thống của ngành và thực hiện rất là triệt để. Toàn bộ 100% khách hàng khi vào giao dịch đều phải là đeo khẩu trang và có sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào phòng giao dịch. Và trong phòng giao dịch thì có cây ghế ngồi khoảng cách 2 mét so le nhau và khi mà từng khách hàng vào giao dịch. Chúng tôi đã được tổ dân phố, phường, xã nhắc nhở và qua cái thông tin đại chúng thì chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh. Trước khi vào cửa thì là phải rửa tay và hướng dẫn của bảo vệ. Vào đến làm việc đây thì các đồng chí nhân viên hướng dẫn cách ly và ngồi làm việc mỗi người một chỗ. Theo tôi nghĩ rằng là theo những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước thì cái việc làm này tôi theo nghĩ là đúng đắn thôi. Chúng tôi chấp hành. Lãnh đạo BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên trong hệ thống thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, cũng như chỉ đạo của chính quyền địa phương cho công tác phòng chống dịch, chủ động rà soát lịch trình di chuyển của bản thân, thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các trường hợp F0, F1 để đối chiếu và có biện pháp kịp thời. Chi nhánh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhân viên làm việc online tại nhà, đồng thời khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh và trên máy tính để hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa dịch bệnh. Với sự tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, BIDV Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định cho học sinh các cấp học ở 4 huyện thị và thành phố, gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và huyện Trấn Yên, tạm nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, các đơn vị trường đã tổ chức dạy học trực tuyến online và giao bài tập giúp học sinh sinh viên củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài, chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 2, kỳ thi chuyển cấp và đảm bảo chương trình năm học đã đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ đầu giờ sáng, em Nguyễn Ngọc Châu Anh, học sinh lớp 8H trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã chuẩn bị máy tính, các vật dụng cần thiết để học trực tuyến. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dù không đến trường, song qua việc học trực tuyến giúp em hoàn toàn chủ động phòng tránh dịch nhưng vẫn chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Đây là đã lần thứ 2 bọn cháu được học chương trình học online và học không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên. Học online này thì giúp chúng cháu vẫn tiếp thu được rất là nhiều kiến thức trong các giờ học, không bị ảnh hưởng quá nhiều đến các tiết học trên lớp và đảm bảo an toàn đến cho cả thầy, cả trò cùng với tất cả mọi người, không lây lan dịch bệnh và không tiếp xúc nhiều đến với mọi người. Tôi thấy rằng là việc học online rất là tốt cho các con trong thời điểm này. Các con cũng đã được tiếp xúc với học online từ những đợt phòng chống dịch trước. Và việc học online thì các con cũng tương đối là tiếp thu được đầy đủ kiến thức của cô giáo truyền tải và các con cũng nắm bắt để làm bài tập cũng như là trả bài cho cô giáo. Và cái việc học online này nó cũng là một cái động tác rất là tích cực để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID trong cái thời điểm hiện tại. Năm học này, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái có 1.351 học sinh ở 29 lớp. Ngay khi Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu tổ chức học trực tuyến, nhà trường đã sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh các khối và hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm để dạy học và quản lý học sinh, đồng thời chuẩn bị kỹ nội dung bài dạy, giao bài, yêu cầu học sinh gửi bài tập qua email cá nhân, nhóm Zalo để giáo viên kiểm tra. Đối với học sinh, phải chuẩn bị tốt phương tiện học, tham gia học tập tích cực. Bên cạnh đó, nhà trường cũng linh hoạt các hình thức học tập, đảm bảo 100% học sinh tham gia học tập. Đặc biệt, đối với học sinh khối lớp 9, nội dung ôn tập thi vào lớp 10 tiếp tục được giáo viên tăng cường, giúp các em củng cố kiến thức, ổn định tâm lý, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Chiều ngày 3 tháng 5 và ngày 4 tháng 5 thì toàn trường chúng tôi là tích cực chuẩn bị các phương tiện, gửi tin nhắn Edu để tất cả các bậc phụ huynh cùng vào cuộc và chuẩn bị phương tiện để thực hiện cái việc dạy học trực tuyến đối với cô và trò. Chúng tôi cảm thấy là rất an tâm trong quá trình dạy học trực tuyến.
em Lê Thu Trà, học sinh lớp 12B3, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên, cũng thấy lo lắng vì sắp đến kiểm tra học kỳ 2 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Song bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, được các thầy cô hướng dẫn và truyền đạt kiến thức qua học trực tuyến, giúp em cũng yên tâm hơn. Trong quá trình học online thì bọn em đã được nhà trường cho chuẩn bị trước nên là cũng không có gì khó khăn nhiều. Nếu mà không hiểu bài thì bọn em sẽ gọi điện cho thầy cô giáo để giảng lại những cái vấn đề mà bọn em không hiểu. Em tin là em sẽ làm được tốt trong kỳ thi lần này ạ. Năm học này, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên có trên 1.000 học sinh. Qua nắm bắt, hiện có 2 học sinh do không kết nối mạng Internet nên không tham gia học. Nhà trường sẽ tổ chức học bù. 220 học sinh được mượn máy tính bảng của nhà trường để học trực tuyến. Hiện nay, các khối 10, 11, giáo viên vừa dạy vừa ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2. Đối với 369 học sinh khối lớp 12, giáo viên tăng cường giao bài và tổ chức ôn tập cho các em. Cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả các lớp đều đã triển khai học trực tuyến với tổng số là 1.082 trên 1.084 học sinh là tham gia học. Chỉ có 2 học sinh là do cái điều kiện các em ở những cái thôn bản xa xôi không có sóng, cho nên là sau này nhà trường sẽ có kế hoạch dạy bù cho các em. Thì còn lại một số học sinh mà ở những cái vùng mà có sóng nhưng mà không có cái thiết bị thì nhà trường đã cho các em mượn toàn bộ cái máy tính bảng để các em có thể là tham gia học được. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn cho học sinh các cấp học ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và huyện Trấn Yên tạm nghỉ đến trường từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5. Thực hiện công văn này, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 4 huyện thị và thành phố tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh. Các trường tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo theo kế hoạch năm học. Thời gian học sinh nghỉ học ở trường thì cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học ôn tập trực tuyến cho học sinh có đủ điều kiện theo quy định, và đồng thời với đó là thực hiện việc giao phiếu bài tập hướng dẫn tự học qua Internet hoặc qua các lực lượng hỗ trợ tại địa phương cho những học sinh không có đủ điều kiện học trực tuyến, và sau khi học sinh đi học trở lại sẽ tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ 2 đánh giá xếp loại học sinh học viên đã hoàn thành chương trình học trực tuyến. Còn đối với những học sinh học viên mà không được học trực tuyến sẽ bố trí dạy bù vào buổi 2 để đảm bảo đủ thời lượng quy định trước khi tổ chức kiểm tra. Còn đây là tiết dạy tin học văn phòng của lớp Cao đẳng Công nghệ Thông tin, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Đáp án của cô là có 3 cái điều khiển hiệu ứng. Thứ nhất đó là start, dùng để lựa chọn kiểu lệnh để bắt đầu hiệu ứng mới. Duration là thời gian xảy ra hiệu ứng. Và thứ ba đó là delay, là độ trễ của việc xảy ra hiệu ứng tiếp theo. Bạn hoàn toàn nhớ bài rồi. Tiết học diễn ra nghiêm túc và không kém phần sôi nổi, bởi cả giáo viên và sinh viên đều có sự tương tác lẫn nhau. Do có sự chuẩn bị từ những lần dịch trước, nên trường Cao đẳng Nghề Yên Bái luôn chủ động sẵn sàng khi chuyển đổi sang giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến. Theo đó, các giáo viên đã soạn bài giảng trên nền tảng công nghệ bằng các hình thức trình chiếu, trắc nghiệm nhằm giúp học sinh, sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Khi mà học trực tuyến thì nó khác rất nhiều so với học ở chính khóa. Do đó là tất cả các giáo viên phải chủ động để soạn bài giảng trên cái chương trình mà phòng đào tạo đã đưa ra, cũng như là phù hợp với cái nội dung kiến thức mà các em đã có thể là học ở trên trực tuyến, ví dụ như là soạn trình chiếu trên PowerPoint chẳng hạn. Thì tất cả những cái tài liệu này chúng ta phải gửi cho học sinh trước để học sinh đọc tham khảo, xong rồi đến giờ giảng thì có phần nào mà cần nhấn mạnh thì chúng ta sẽ nhấn mạnh. Ngay sau khi có kế hoạch học trực tuyến, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên, rà soát thống kê có bao nhiêu học sinh đáp ứng được điều kiện học tập, từ đó có phương án giảng dạy cụ thể. Qua thống kê sơ bộ, toàn trường có khoảng 80% học sinh, sinh viên có đủ phương tiện, thiết bị tham gia học trực tuyến. Số còn lại, nhà trường đã phát tài liệu học tập qua Zalo để các em đọc, tham khảo và giao bài tập hàng ngày. Đồng thời yêu cầu giáo viên trực thường xuyên để hướng dẫn giải đáp thắc mắc của học sinh, sinh viên về nội dung học tập. Nhà trường đã lập thời khóa biểu yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên là thực hiện cái phương pháp là phát tài liệu và hướng dẫn tài liệu và giảng dạy trực tuyến các môn học, và các em học sinh sinh viên thì tạm thời nghỉ ở nhà và tham gia các tổ học tập trực tuyến. Thì trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục chủ động có những kế hoạch
để bổ sung kiến thức cho học sinh sinh viên, ví dụ như là bổ sung kiến thức vào cái giai đoạn hè, bổ sung kiến thức vào những cái giai đoạn mà học sinh được nghỉ học để sau đây để đáp ứng và đuổi kịp cái chương trình đào tạo của nhà trường. Còn đối với trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, ngay sau khi quyết định cho học sinh sinh viên 4 địa phương nghỉ học của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành ngày 3 tháng 5, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua ứng phó nhanh học tập tốt với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các mặt tích cực của mạng xã hội phục vụ dạy học và tổ chức các hoạt động đoàn thể của nhà trường. Trong đó, các giáo viên sẽ giảng dạy qua ứng dụng Zoom, soạn thảo, chuẩn bị nội dung bài dạy và các tài liệu cần thiết, các slide hoặc file chỉnh chiếu đảm bảo ngắn gọn trọng tâm. Đồng thời chuyển tài liệu học tập cho sinh viên nghiên cứu qua email, Zalo, Google Classroom hoặc một số ứng dụng khác trước khi tiến hành tiết dạy. Theo đúng sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã triển khai và thực hiện ngay một cái kế hoạch dạy học trực tuyến đối với toàn bộ các cái khối lớp hệ chính quy của nhà trường. Và bắt đầu thực hiện từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Trước đó một ngày thì chúng tôi đã tổ chức cho tất cả các khối lớp các bạn họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Qua đó thì chúng tôi đã rà soát toàn bộ cái thiết bị của sinh viên dùng để học tập, như là việc cài đặt trên điện thoại hoặc là cài đặt trên máy tính, rồi là hệ thống mạng internet ở gia đình của các bạn. Thế và cũng qua đó thì chúng tôi cũng quán triệt rất là cụ thể việc là khi mà học trực tuyến thì các bạn sẽ phải tự giác hơn, các bạn sẽ phải tự học nhiều hơn, và đặc biệt là những cái nội dung như là cái việc các bạn tuân thủ giờ giấc, rồi là kể cả như là trang phục khi mà tham gia học tập, rồi là địa điểm mà các bạn ngồi để các bạn học tập thì cũng đảm bảo là phù hợp và nghiêm túc. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và Yên Bái đang trong cao độ phòng chống dịch, học trực tuyến không chỉ để ứng phó trong thời kỳ dịch bệnh mà đã trở thành xu hướng đào tạo mới trong tương lai nhằm phát huy nội lực và các điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện cho người học được chủ động về không gian, thời gian và có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cá nhân. Qua đó giúp ngành giáo dục hoàn thành kế hoạch của năm học và học sinh, sinh viên không bị gián đoạn trong quá trình học tập. Thưa quý vị và các bạn, hen phế quản hay còn gọi là hen suyễn là bệnh về đường hô hấp. Nếu không chữa trị kịp thời, người mắc có thể phải chịu các biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Xác định mức độ nguy hiểm của bệnh hen, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đang nỗ lực điều trị, kiểm soát, giảm tỷ lệ tử vong ở người bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhân ngày hen toàn cầu mùng 5 tháng 5 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Mỗi năm tiếp nhận điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc chăm sóc, tư vấn, nâng cao kiến thức phòng tránh và duy trì điều trị dự phòng đợt cấp cho người bệnh. Trong năm nay thì tôi cũng bị mắc 2 lần. Đến bệnh viện thì tôi cũng điều trị, do bác sĩ cũng điều trị từ trên Văn Yên mà cho xuống đến đây thì được 2 lần điều trị. Thì hôm nay lần này thì là năm hôm nay là được 9 ngày rồi, thì tôi cảm thấy cơ thể tôi cũng thấy thoải mái. Người bị bệnh hen phế quản có thể xuất hiện các cơn hen cấp tái phát, nghiêm trọng có thể gây đột tử. Do đó hiện nay Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã áp dụng nguyên tắc xử trí hen phế quản theo khuyến cáo của chương trình phòng chống hen toàn cầu. Dùng thuốc giãn phế quản có tác dụng nhanh, sau đó sử dụng các thuốc hỗ trợ khác để đảm bảo cứu sống người bệnh. Đồng thời, bệnh viện cũng giúp bệnh nhân kiểm soát tốt bệnh hen phế quản và giới hạn tối đa khả năng lên cơn hen nặng. Trước kia thì chẩn đoán nó cũng chưa có những cái, chúng tôi chỉ dựa vào những cái lâm sàng, triệu chứng lâm sàng là chính. Nhưng sau này chúng tôi có những cái văn bản hướng dẫn điều trị nó cụ thể hơn về cái chẩn đoán hen. Thì dựa vào cái đo chức năng hô hấp, lưu lượng đỉnh, thì chúng tôi có cũng tùy vào những cái mức độ đó mà chẩn đoán nó rõ ràng, nó cụ thể, cũng giúp ích cho cái điều trị đấy, nó tốt hơn. Về quá trình điều trị thì trước kia thì chúng ta cũng có ít thuốc, thì bây giờ thuốc là chúng ta có nhiều hơn, nhiều loại thuốc để chúng tôi phối hợp. Với mục tiêu giúp người mắc bệnh hen phế quản ổn định sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã thành lập đơn vị tư vấn quản lý bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện. Về phía cộng đồng, hiện đang triển khai chiến lược thực hành xử trí tốt các bệnh hô hấp thường gặp tại 3 huyện trên địa bàn tỉnh là Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn.
thông qua 18 câu lạc bộ hơi thở xanh với tổng số 560 bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính, trong đó có trên 160 bệnh nhân hen được tuyên truyền phòng bệnh, hướng dẫn tập thở, phục hồi chức năng. Với những nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh hen phế quản, trong những năm qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã khám và điều trị hiệu quả cho khoảng 2.000 bệnh nhân hen. Đặc biệt không có bệnh nhân hen phế quản tử vong tại bệnh viện, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Trong thời gian tới, thì chúng tôi đặc biệt là xác định với vai trò của thành viên của Ban Quản lý Dự án hen của tỉnh. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ CDC để triển khai các hoạt động truyền thông cũng như là tạo huấn luyện để nâng cao cái khả năng phòng chống bệnh hen tại cộng đồng. Thứ hai là chúng tôi cũng liên tục cập nhật các hướng dẫn mới của Bệnh viện Phổi Trung ương cũng như là của Gina. Nó cụ thể hóa là vừa rồi chúng tôi đã cập nhật hướng dẫn và quản lý bệnh hen theo cái quyết định 1851 năm 2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý điều trị bệnh hen cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Thứ ba là chúng tôi cũng tranh thủ mọi nguồn lực tích cực tuyên truyền phòng chống bệnh hen, đặc biệt là về cái xử trí bệnh hen cấp cứu, sơ cứu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì bệnh viện chúng tôi vẫn tiến hành song song hai lĩnh vực. Một là tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID, thứ hai là vẫn tiếp tục tăng cường tuyên truyền và điều trị phòng chống bệnh hen, phế quản. Với các hình thức áp dụng phù hợp hiện nay là chúng tôi sẽ tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng như là trang website của bệnh viện. Chúng tôi sẽ cố gắng là tranh thủ các nguồn lực của các nhà tài trợ để triển khai cái nội dung phòng chống hen phế quản ngày một tốt hơn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người mắc bệnh hen phế quản cần tự bảo vệ bản thân bằng việc thực hiện theo khuyến cáo, nhưng luôn mang theo thuốc hỗ trợ hàng ngày để dùng khi có các dấu hiệu bệnh xuất hiện. Thận trọng thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp phòng chống dịch bệnh 5K của Bộ Y tế. Có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tập thể dục điều độ đúng cách, không ăn các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, hạn chế tiếp xúc với dị nguyên như khói bụi, lông chó mèo. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, luôn giữ liên hệ thường xuyên với bác sĩ điều trị bệnh và tự theo dõi sức khỏe.